Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Hey, how are you, Yumi không? Yes. Okay, now, Yumi có khóa âm thanh rung rung chi vậy? Dạ rồi, sếp. Alright, nghe giọng đẹp trai rõ không vậy? Rõ không? Nghe rõ không? Dạ có. Okay, good. Alright, lần đầu tiên xin nói chuyện với Yumi đúng không? Dạ. Alright, so please tell us about yourself. Yeah, I'm me. I'm 28 years old. I'm me. Okay, I'm gì? I'm gì? I'm 28 years old. 20. 20. 20 phải không? 20. Okay. Yeah. Yeah, 20. Nó là yeah, 20. 20. Yeah, 20 gì? Years old. Years old. Yes. Years old. Right. That's all right. Yeah. Okay. Yes. Okay. Sĩ cũng lớn hơn vài tuổi. Tiếp tục. Kỳ nha, đừng cười. And I go to Nguyễn Tất Thành. Did you hear that? I go to gì? I go to gì? Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành. Did you hear that? Nguyễn Tất Thành. What is Nguyễn Tất Thành? It is a school? Cái trường hả? No, university. Yeah, it's like a school. Yeah, thì school đó. School đó. Yeah. So cái đó là cái trường phải không? Okay, so đây là Nguyễn Tất Thành University. Right. Yeah. Nó là em xíu nha. I go to Nguyễn Tất Thành University. Oh, good. All right, very nice. Rồi nói là hồi đó cứ nghe chưa phải không? Yeah. Okay, so hỏi Sik thử đi. Hồi đó giờ Sik có nghe cái đó chưa hay sao? Nói làm sao? Mà bạn có nghe cái trường đó chưa hay sao? Did you hear that? Right? Did that? Nó có chính xác. Là như nếu cái câu did you hear that là hồi nãy có nghe cái đó không vậy? Là lúc giờ đó, địa điểm đó. Còn mọi cái chữ chưa tiếng Anh nó hỏi người ta chưa đó là gì? Nói mấy bạn viết luôn đó. Have you ever hear? Yes, right? Have you ever heard? Heard. Yeah, nó quá khứ. Okay, so have you ever heard là đã nghe qua right? Of it, nha. Yeah. Alright, rồi. Đọc nguyên cái lần sức. Have you ever heard of it? No, nó là nha. Have you ever heard of it? Have you ever heard of it? Đừng có have. Have. Nghe kỹ nè. Have you ever? Thử đi. Đọc theo xíu nha. Have you ever? Have you ever? Heard of it? Heard of it? Heard of it? Heard of it? Cái âm, tại sao có chữ vít vậy? Sao giống con vịt với gì? Tại vì cái âm, okay, âm of này đó là âm về. Okay? So of. Cho nên thêm chữ I nó là of it. Have you ever heard of it? Yes. Okay, thử đi nói lại giùm xíu nha. Have you ever heard of it? No. Have you? Cái chữ heard mất tiêu rồi. Have you gì? Have you ever heard of it? Yeah, there you go. Yes, yeah. Động, mình đọc nó chậm chậm thôi nha. Yeah. No, I haven't. No, I haven't. Yeah. Tell me about it. Yeah. It's had a lot of offices in Ho Chi Minh. Okay, nói lại đi. It has a lot of office. Oh, có nhiều văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh phải không? Ồ, nó có nhiều văn phòng hả? Là sao cái trường mà sẽ có nhiều văn phòng? Dạ, không chi nhánh đó chứ. Oh, okay. It has a lot of branches. Chi nhánh ha? Branches. In gì? Ho Chi Minh City. Rồi, Rồi đọc nguyên đó một xíu nha. It has a lot of branches in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. City. Yes, yes. Nó là nguyên câu đó xích nha. It had a lot of branches in Ho Chi Minh City. Yes, đừng có city, city. City. Yes, there you go. Rồi, bây giờ ráng một lần nữa đi. Thử đi. It has a lot. It has a lot of branches in Ho Chi Minh City. Yep, đúng rồi đó. Very nice.
And what are Yeah. you studying? And my major is commercial English. Okay, my major is commercial English. Yeah. Commercial English, and so no, new business English, huh? Yeah. Okay, commercial English. Wow, okay. And what year are you in? I'm a junior. Okay, I'm a junior. What? 20 mà sao junior rồi? Yeah. Really? Thì junior là 21 mà. Okay, năm thứ ba hả? Yeah. Okay, all right, I'm a junior. Very good. Very nice. And yeah, tell me more. Tell me more about yourself. I also study Korean. Okay, Korean. I also study Korean. Yeah. All right, very good. I also And it's one of popular second language in my major. Very good. Now, like we got them singing, it's the It's one of popular second language in my major. good. It's one of the popular. It's one of the popular second language in my major. In my major, the we name still nha. Is one of the popular second language in my major. Very good. Sorry, did you languages? Đúng rồi đó. Yes, very nice. Khánh Lâm. So languages, you say. All right. Yeah. Okay. So you study both languages, Korean and English? Yeah. Wow. Which language do you like more? Both. Mà Both. thích nào hơn, which one? English. Really, thiệt Yeah. hả? Okay. Are you sure? No, Yes, are you sure? is Korean hard? Yes, but it's interesting. It's interesting. Oh, okay. All right. Why do you want to study Korean? Because I love Korea, and I love you. I love you. like to I love watch you. it. I love I you. love Korean. Cái nước Korea. nếu Ý là I love Koreans thì nó là mình thích người Hàn Quốc hay là mình thích nước Hàn Quốc. nước Hàn Quốc. Okay, I love Korea. And No, 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 I love Korea. I love Korea. Korea, à, Korea. Korea. Yeah, okay. Rồi nó em, gì nữa? And I like watching Korean movies. Chữ like á, mình nói rõ giùm xíu nha. I like Like watching. watching. À, điện I like what? Điện nó nhanh quá. I like watching. I like watching. No, điện I like. Điện I like watching. I like cái đính hơi lại. I like watching. I like watching I like watching gì? Korean movies. Good. Korean movies. Very nice. Okay. Why do you like Korea? But I think that the street food are very good. I think that nào của cái nước Korea là gì? Của nó, đồ ăn của nó là gì? I think that gì? The food is good. No, I think that Cuisine. của nó là cái gì? Như của mình là cái của tôi là cái gì? Của tôi là cái gì? Tiếng Anh nói của tôi là cái gì? Of Mine. mine. Của cô ấy là gì? Of her. Her. Còn của nó là gì? Of this. It's. Right? It's. It's. Yeah, so Yeah. I think that it's street food. Gì nữa? It's street food gì? Is very good. Okay, it's very good. Right, we name it, yeah. I think that street food is very good.
I think that is Thai food is very good. Very good, okay. Phạm chỉ định xin nhà street. Street, Okay, right? I think that is street food. I think street food I know, is, quên cái chữ that again. Tôi đúng luôn kìa, nó nhìn luôn. yeah, I think I think that. that is street food is very good. Okay, all right, very nice. Have you been to Korea? Sorry. Have you been to Korea? No. If I have a lot of money in the future, Oh, I will visit it. okay, all right, very good. Okay. Do you like the US, huh? Yes. You sure? Because I love you. Oh, me too. Oh, so sweet. I love you too. All right, very good. And tell me more about yourself. Where are you from? I'm from Khánh Hòa province. Okay, Khánh Hòa province. Where is Khánh Hòa? In a little city called The city Cam in Ranh. City. In a city. in a little Little. city, baby. Yeah. In a little city called Cam Ranh. Called Cam Ranh. Oh, Do you Cam know Ranh. that? Yes, Cam Ranh is not little. Cam Ranh is big. Phải Yeah. không? Sao nói little hồi nãy? Sao nói little vậy? Tại vì em nói là không có ai biết Cam Ranh hết sức đâu. Really? Cam Ranh là cái cảng Cam Ranh, cái chỗ mà quân sự bây giờ Dạ, đúng rồi. lớn lắm mà. Dạ. Hồi xưa Tại em Mỹ, nói hồi lại xưa không có biết. Mỹ ở đó đó. Yeah. Dạ. Okay, alright. Yeah, hồi xưa Mỹ ở đó đó, xong rồi sau này Nga rồi. Alright. And it's famous for delicious seafood. It's famous for delicious seafood. Okay, very good. Very Do you nice. like lobster? Yes, I love lobsters. When you come back to Vietnam, I will you give you one lobster. Okay, I will I will give Because you they one. are really expensive, you know. Really? How much are they? Có một cái mà một con hả? Xíu muốn ba con hả? About 1 million. What? 1 million Việt Nam đồng hả? Yes. For Một con chứ cơ. many? 1 million for one. 1 million for So 1 million là nhiêu, là 50 đô. So 50 dollars. one. Một triệu. Yeah, so $50 US. Really? Yes, and my father have a small My father property. has. Yes, My. a small farm on the sea to raise them. Oh wow, my father has a small farm. Không cần là si. To raise them. All right. Rồi đọc nguyên cái này xí. Mà đọc My nguyên cái. father has À, small. No, my father has a small farm. a small farm to raise them, right? Wow, can I marry you? Yes. Yeah, I want to marry you. Me too. No, Yes. No. I Phản đối gì quá. fell in love with you when No, I first không có saw feel, không có feel. in YouTube. I I fell gì? fell in love with you, right? Rồi gì nữa? When I first saw you on YouTube. Saw you on YouTube. Wow, that's very nice. Được vợ rồi, được lobster nữa. Oh my god. It's my dream.
My dream. Wow. Sick. Yes. People laugh at me a lot. Oh, really? Kệ họ, ok, tình yêu như vậy đó. Mình yêu, mình không có để ý gì khác. All right. So your dad has a lobster farm. Well, no, just one small farm. I don't care. Miễn sao có farm, có lobster được rồi. Okay. Anyway, how long has he been raising lobsters? 8 là bao nhiêu năm nuôi thôi, đúng rồi đó. Yep. About 12 months or in a year. Bắt đầu cái nghề đó, cái nghề mà có cái Đó có nghề nào, cái nghề nào? Cái nghề mà nuôi nuôi tôm á, cái nghề nuôi lobster đó. Yeah. Bao lâu rồi, thì là mấy năm 2 rồi? years ago. No, about 2 years. About 2 years. Yeah, about 2 years. Wow, it's very nice. And like, how many lobsters does he have? I don't remember that. I think 1,000. Many, many. 1,000? Ngàn con không? No. About hơn trăm nói theo chứ. Okay, hơn là tiếng Anh là gì? You know? Vượt qua tiếng Anh là gì? Vượt hơn đi, hơn hoặc là vượt qua, cái nào cũng được đó. Hơn tiếng Anh là gì? Over. Over, over gì? 100 là gì? 100. Over 100. Yeah. Nói đi. Over 100. Yeah, còn hơn. Hơn là gì? Em. Hả? Em. Hơn là gì? Nó, không tè nó, mấy bạn trong room dưới kìa, nó. More than. Yes, more than gì? 100. Yeah, there you go, more than 100. Wow. And my hometown is also famous for mango. Okay, famous for gì? Mango. Sao có một trái mango vậy mà sao nổi tiếng nhỉ? Mangoes. Yes, mangoes. Ủa mango dưới sao trời? Số nhiều dưới sao? Mango sẽ là mango. Cái nào? Xoài đó hả? Yeah. Okay. Do you know about mango cake? Okay, so mango cake là bánh 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 xoài hả? Yeah. Do you know no, that? No. Is it good? It's one of my specialty. You can make mango cake? Yes, it's very easy. Really? Wow, I definitely want to marry you. Oh. mỗi ngày ăn lobster, có vợ nè, mỗi ngày ăn lobster, like ăn me. Cái bánh xoài nữa. Like oh my me. God. You have 5 wives and a lot of ex-girlfriends. Right? Không có ex, I don't have many ex-girlfriends. Chỉ có many girlfriends thôi, chứ không có many ex-girlfriends. You have, but I forgot their names. When you were a kid, right? Yes, that's right. When I was a kid, I had many crushes. Yêu thầm, yeah. Yes, cái nhiều người yêu thầm. Không phải nhiều người yêu thầm, siết yêu thầm nhiều người nhé. Okay, siết yêu thầm nhiều người, yes. Alright, very good, rất là hay. Nói hơi chậm một tí xíu, bằng đầu vô đó thì hơi bị ngượng. Còn mà conversation tiếp tục thì càng ngày dễ nghe. So that's very good. My heart is beating a lot.
Speeding a lot. Okay. All right, but that is very good. No, you don't need to be nervous. Don't be nervous. Your English is very good. Tiếp tục học tiếng Anh đi ha. Now I'm trying to imitate your accent. Yeah, it's pretty good. So far, so good. Yeah. Bây giờ nói chuyện từ từ như vậy đó, sau này cái càng ngày mình tăng độ lên, mình tăng cái level lên, so sau này sẽ rất là good hơn nữa. Okay. Thank Alright, thank you Yumi for waiting all this time. you. Chị ơi, xin nói chuyện với chị em tí được không? Tại vì chị em cũng thích xin lắm. Alright, let me talk for a little bit. Okay. Wow, so Thank nếu nếu người em không you. chịu cưới Siết thì Siết cầu hôn người chị nữa. Very nice. I Sao xích tham lam dữ? Tham like lam nó sao xích? that. Rủi Diệu My không chịu Siết là sao? Greedy, greedy, tham lam. Greedy. Yes. You are greedy là bạn tham lam. Yes. Okay. All right, please. Chào Can chị I? nha. Yes. Let me. Can I talk to her a little bit? Yes.